trong video ngày hôm nay thì mình sẽ sơ mặt cho anh em xem và mình sẽ trả lời tất cả các comment của các bạn ở trong cái tab cộng đồng. Mình có bảo là 30.000 người đăng ký, mình sẽ gọi là vừa sơ mặt và mình sẽ trả lời cho anh em. Thì đây chính là chiếc Sony của mình, trước mình mua lại bố mình để làm clip cho anh em xem. Thì máy này gắn bó với mình được 1 năm rồi và mình cũng gọi là mình làm YouTube thì nói chung mình làm được tầm 1 năm. Ok, thì video này mình sẽ gọi là trả lời comment của anh em nhé. Ok, ok, chúng ta bắt đầu là đầu tiên là câu hỏi của bạn Nhi Nhi. Chỉ em nhảy subscribe được rồi, cái câu hỏi này không liên quan cho lắm. Ok, nói chung là cái này thì mình nói luôn với anh em là cái nhảy subscribe này thì mình học được cũng được tầm 25, thì mình bây giờ là 25 và mình nói chung là buổi tối lúc nào rảnh thì nói chung là mình nhảy chơi mà đó. Ok, mình sẽ thả tim nhá. Những câu hỏi nào mà mình đọc qua rồi mình sẽ thả tim và câu hỏi nào mà mình thấy hay mình sẽ trả lời. Ok, đó, anh có người yêu chưa, ở đâu, bao nhiêu tuổi? 43. Ok, thế là chúng ta đã xong rồi nhá. Tiếp tục là Nguyễn Tâm Vi Minh, ông ước mọc rộng đi, câu hỏi là không liên quan cho lắm. Anh mọc tóc chưa, bố mày lại bàn tiếp. Thế là chúng ta đã xong câu hỏi tiếp theo rồi nhá. Lý do đưa anh đến với YouTube, lý do đưa mình đến YouTube thì nói chung là mình chỉ làm YouTube về Ngọc Rồng được tầm 6 tháng. Mình làm 6 tháng thì mới đầu là mình làm, nói chung là mình cũng làm gọi là làm vui thôi anh em ạ. Mới đầu thì nói chung là hồi trước mình làm một cái clip là cách mua ngọc không sợ bị lừa đảo ấy. Thì cái clip đấy lúc đấy là mình làm rất lâu rồi và trong một ngày đẹp trời thì giải mình đăng lên. Thế là cái video được đấy được rất nhiều người ủng hộ, cho đến thời điểm bây giờ là được 60.000 người xem. Đó cũng rất là ok, và sau khi clip đấy được đăng lên và rất nhiều người ủng hộ như thế, và mình quyết định là mình sẽ phát triển cái game này. Mình quay rất là nhiều, một ngày mình phải quay đến 3 clip để mình up lên, và lúc đấy là mỗi ngày đều lúc đấy video mình làm ra cũng được tầm 1k view đấy, rất là vui và mình đấy là một nguồn động lực của mình. Và các bạn nào mà chưa đăng ký kênh của mình thì các bạn hãy bỏ ra vài giây đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Ok, chúng ta tiếp tục là mặt anh thốn như thế nào? Đây, mặt mũi thì thốn. Ok, chúng ta bắt đầu nào. Mặt sao mà tự tin thế? Nói chung là lần đầu lên camera cho nên là nhìn nó thốn. Đấy, sinh ra nó vậy rồi. Anh ở xã nào Lục Ngạn giận? Mình ở xã Hồng Giang, Lục Ngạn. Ok, thế là chúng ta đã xong câu hỏi đấy rồi. Anh có gấu chưa? Câu hỏi này mình nói rất là nhiều rồi. 43. Ok, tiếp tục. Mặt anh ở trên Zalo. Ừ đúng rồi, mặt mình trên Zalo. Anh có người yêu chưa? Chào chị Minh. Mặt rồi. Anh bạn LLH, anh đã quay tay bao giờ chưa? Rồi, chúng ta tiếp tục. Anh có người yêu chưa? Thành tích học tập thế nào? Mình chưa có người yêu. Thành tích học tập của bạn Trần Bảo hỏi là anh có người yêu chưa? Thành tích học tập của anh như thế nào? Thì vì sao anh làm YouTube thì cái câu hỏi này mình đã trả lời rồi. Còn thành tích học tập của anh thế nào thì nói chung là mình chỉ được học sinh tiên tiến thôi, không được học sinh giỏi anh em ạ. Rồi, chúng ta bắt đầu là mà mấy anh cho hỏi quay màn hình bằng ứng dụng gì. Quay màn hình thì ở trên CH thì rất là nhiều ứng dụng nha em nhá, rất là nhiều ứng dụng, cho nên là câu hỏi này mình có thể là không trả lời. Anh bao nhiêu tuổi, xem kích chưa của bạn Ngọc Rồng online. Năm nay là mình lên lớp 12 và mình câu hỏi đấy bạn hỏi thừa vãi đáng luôn. Anh có bồ chưa? Câu hỏi là mình đã nói rồi, thế chúng ta đã xong. Anh học lớp mấy rồi? Mình thì học lớp 12, năm nay là lên lớp 12, hết hè nha em nhá. Ok, dạy em vài kỹ năng nhảy
Nhảy thì nói chung là của bạn Tùng Tinh Giang. Thì cái kỹ năng này thì nói chung là mình học cũng khá lâu rồi. Đấy, không phải tự nhiên mà được đâu anh em. Ok, cảm ơn bạn Quan Hữu. Anh Soạc bao giờ chơi của bạn Cường Heo? Chưa nhá, chưa phải. Anh ở đâu? Mình ở Lục Ngạn, Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang. Ok. What the hell là cái gì? Cô bảo là không, nói chung là nó không liên quan lắm anh em ạ, nó không liên quan. Anh bao nhiêu tuổi? Học trường gì? Của bạn là Thăng Đông Văn. Nói luôn là năm nay lớp mình lớp 12 và mình học ở trường Lục Ngạn 2. Ok. Anh đã từng bị lừa đảo và bị ai lừa đảo? Thì mình nói luôn là mình đã bị lừa đảo rất là nhiều và mình cũng từng đi lừa đảo người ta. Ok. Thế là xong. Của bạn Vinh Lê Văn, cảm xúc khi lên 30 ca sắp. Cảm xúc của mình nó chỉ là một cái mốc mà mục tiêu mà mình đặt ra thôi, nhưng mà thực sự mình thấy nó cũng không phải bình thường. Nhưng mà dù sao mình cũng cảm ơn tất cả bạn đã ủng hộ mình. Ok. Vi Minh có nghĩa là gì? Của bạn Vi Nguyễn. Vi Minh là tên của mình. Ok, tên chính của mình đấy. Tên thật của mình là Vi Bình Minh và mình lấy tên họ tên đấy. Đấy, Vi Minh. Anh có người yêu chưa nhá? Ai là người đưa anh đến với YouTube? Chính cái máy điện thoại này và chính những cái người mà đi trước đã là động lực để là đòn bẩy để cho mình gọi là đi lên. Và từ lúc mình làm cái kênh này thì mình chưa có một sự giúp đỡ là của ai, cũng như là pha di kênh em nhá. Đấy, toàn là tự mình làm ra hết. Ok, cảm ơn tất cả bạn. Rồi, chúng ta tiếp tục. Công việc hàng ngày của anh là gì? Thì mình là học sinh, công việc của mình là đi học và rảnh thì mình sẽ về buôn bán lích và cũng như là một số thứ vào giúp công việc gia đình. Ok, cũng khá đơn giản. DM làm gì mà gầy thế của bạn Đan Nhã? Đấy, nhìn có gầy đâu, nhìn cơ bắp của cuộn này. Gầy chưa? Bao nhiêu tuổi rồi? Đó, câu hỏi mình đã trả lời nhá. Lấy đâu tiền để đầu tư game? Lấy đâu tiền thì mình nói luôn với anh em là mình buôn bán từ game và mình chính cái tiền đấy mình đập vào game xong mình lại buôn bán. Cái đó đơn giản quá. Mặt anh khốn. Ngoài game Ngọc Rồng anh còn chơi game gì khác không? Thì ngoài game Ngọc Rồng mình chơi rất là nhiều game khác, ví dụ như game Cross Financial, game Liên Quân và một số game khác thì không tiện nói ra. Ok, tiếp tục là lúc đầu mình chơi game phòng rồng là chơi game game chơi server 1 và hiện tại bây giờ mình vẫn chơi server 1, mình không muốn chơi server khác tại vì mình không muốn lạ lẫm những cái server đấy. Ok. Thì câu này mình trả lời nhá. Anh học lớp mấy và đi lét chưa dạ? Dương Hoàng. Thì mình đã đi lét rất nhiều lần và có năm lớp 8 là mình lúc đấy là mình ham chơi điện tử nhất và chính cái lúc đấy là mẹ mình bắt mình quán điện tử và từ lúc đấy mình đã cai điện tử và mình đã thi đỗ vào một trường gọi là trường công lập. Ok, không phải là một trường như bán công hay là bổ túc. Đấy, nói chung là cũng khá là ok. Tao phải đăng ký không cho xem mặt. Mình xin phép là bạn hủy luôn được. Xem mặt rồi bạn hủy luôn được, mình không quan tâm. Còn cái thằng này nó chửi mình này. Đó. Sao anh úp nhanh vậy? Thì mình bảo với anh em rồi, chơi game Ngọc Rồng chúng ta phải có kiên trì thì chúng ta mới úp được lên nhanh, chứ không phải là một ngày, ngày một ngày hai mà lên được. Ok.
câu hỏi là anh nhà ở đâu chứ, cái này mình trả lời rồi. Chưa có câu hỏi nào anh em ạ. Tại sao anh nhiều vàng cho Lick Spy Z3 nhưng Vi Minh vẫn còn nhiều vàng? Thì cái số vàng này là mình đi nhập của anh em, xong mình đem lại mình đập vào Lick của mình chứ mình không bán. Ok, đấy là mình mua thôi chứ thực ra mình không có nhiều vàng như vậy đâu. Cái câu hỏi này thì mình đã trả lời tất cả trong những cái comment vừa nãy rồi nhá, mình không trả lời thêm. Nếu mặt thốn như MT thôi, câu hỏi là mình sẽ không nói, tại vì sẽ nói chung là nhiều bạn sẽ không thích. Sâu cái bit thế mà lúc méo là cũng post lên YouTuber cực đẹp trai với DZ, thì thực ra nhìn mặt mình cũng xấu trai như thế này đúng không, không được đẹp trai đó. Khi làm YouTube thì mình có nhiều lúc mình cũng đã muốn từ bỏ cái làm YouTube này rồi, muốn từ bỏ rất lâu rồi, nhưng mà anh em đã cho mình một cái động lực đấy. Đến thời điểm hiện tại là mình cũng đang muốn phát triển cái kênh của mình lên. Lộn xào là sặc lì. Anh có quen Đào Quân không? Thì trước là mình có vào một cái nhóm có tên là Gặp Gió Online và mình đã trò chuyện qua với Đào Quân rồi. Mình có nói nhắn một hai câu, nói chung là cũng bình thường thôi, cũng không gọi là quen đâu. Đấy, gọi là biết thôi, chứ không quen.